Chủ nhà đi vắng mà vẫn quay chia sẻ mấy cái sung nhá. Để chia sẻ mấy cái sung đẹp quá nhá. Ý giời, quả này chín này. Cái thước vừa rồi em nghi con chó tha vừa vứt để đấy xong. Ui giời ơi. Quả đẹp quá nhỉ. Sung nhé, rất nhiều quả nhé. Đẹp quá. Cái sung nhất nha. Cái ổi nhé. Ổi ta. Sai quả lắm. Lá sung ổi nó nhiều quả này. Ôi cái sung này chết mất rồi. Ôi cái lục vừng này. Chia sẻ đốt cái lục vừng đẹp. Ôi rồi anh ấy ơi, anh xung anh nhiều cây chết thế nhở, 4-5 cây rồi này, nó kiểu không tưới được cái sao nhở, chết thôi, cái cả cái tùng lá án mà cũng ấy được hỏng này, phí quá nhở, cái tùng cái lộc vừng đẹp quá, đây này. Anh không có nhà nên không báo giá được. Cái sung này bây giờ cái sung 15 triệu đây, nhớ cái sung loại báo giá sai. Quả sai lắm. Đấy, cái sung này cái sung này dáng rất là đẹp nhá, dáng long xoắn ấy. Cái này là rất là sai quả nhá. Mình lại lắm lem anh nhỉ. Quả thì ăn sống mà lá thì ăn nem nướng, đúng là Lạng Sơn cây này đẹp quá. Cái này được, cái này anh ấy báo giá 15 triệu cây này. Vâng. Vừa làm cảnh được lại vừa lấy lá vâng ăn nem nướng làm ngóc. Vâng. Đi xem bóng đá. Bóng đá gì đấy anh? Vâng. Có tiếp cái cảnh nay anh chủ anh không có nhà nữa là vào quay trộm mấy cây nhá, hôm nào anh nhà sang báo giá cụ thể luôn. Đẹp quá nhá, để cây này là anh báo giá 15 triệu này, lần trước này. Ok, rồi ok.